Bây giờ xung quanh em tâm huyết mà cô đơn là chỉ có Khả Như thôi. Chị ơi, chị đừng tin là Phát Huy nói thật. Không, cái mặt kia thật kìa, cổ mặt này mới sao nè. Hồi trực tiếp anh. Bạn kế bên ơi, Quỳnh Anh ơi, Quỳnh Anh à, chồng của em là tên gì? Ủa sao em nói người ta đang cô đơn? Đang độc thân mà chị. Em nói ta đang độc thân vậy em hỏi chồng của em tên gì? Xin mời. Dạ, xin mời em vô. Không có, nói chuyện với quý vị đã. À vâng, Harry đến chương trình lạ lắm mà nha. Thật ra thì Harry đang rất là hồi hộp. Tại vì Harry cũng nhận được cái một bài hát mà nó không phải là bài hát của Harry. Không phải sở trường. Dạ, nó không phải là sở trường mà là em. Tại vì cái bài của người khác á thì... Đừng có nói tới bài của người khác, bài của em thuộc là em cũng phải mất cả tháng cho em mới thuộc được. Đúng rồi. Còn bài này bài của người khác. Vừa là hồi hộp vì cái lời hát, vừa là hồi hộp vì hôm nay cái người kia chắc chắn là có quen biết em hay không. Có thể là em là biết nhưng mà không ai. Thân thôi. Dạ. Đúng không? Rất nhiều ca sĩ, ví dụ như là bây giờ Phát La hay là Buka hay là Khả Như thì em dễ dàng nhận ra giọng hát liền. Buka thì em dễ nhận, Diệu Nhi cũng dễ nhận. Nhưng mà chắc chắn chương trình sẽ mang đến cho một giọng hát mà em hay làm việc chung để em dạ. có thể dễ dàng nhận ra hơn. Vâng. Chứ một người xa lạ thì chắc là khó cho em. Dạ. Nhưng mà yên tâm đi, khó cho em thì cũng khó cho những người còn lại. Thế bây giờ thưa quý vị, chúng tôi sẽ mời thêm một nhân vật nữa là một nam ca sĩ trẻ, Quang Đăng. Mình gửi lời chào quý vị đi nào. Lời nói đầu tiên thì cho phép em gửi lời chào đến anh Trường Giang, chị Harry Won cùng với tất cả khán giả đang theo dõi chương trình Lạ Lắm Anh Nha. Quang Đăng có thể chia sẻ thêm một tí về cái con đường hoạt động của mình cho tới ngày hôm nay được không? Em xin phép được chia sẻ một chút về cái con đường hoạt động nghệ thuật của em. Thì em có tham gia vào một cái chương trình âm nhạc vào năm 2015. Bước ra khỏi chương trình thì em có một số những cái ca khúc để lại những cái ấn tượng đối với khán giả. Và thời gian gần đây thì có cái những ca khúc nhạc hoa lời Việt, trong đó có khúc Đánh Mất Em và ca khúc Tương Tư Thành Họa thì hiện tại đang được khán giả biết đến rất là nhiều. Có nhiều nền tảng hiện tại ở trong cuộc sống của chúng ta mang tới âm nhạc rất là gần gũi nhưng lại không mang tới hình ảnh gần gũi. Dạ. Thế nên đây cũng là một chương trình mà chúng tôi chắc chắn và cũng đã có rồi quý vị. Quý vị đã từng xem tập 1 thì biết là bạn Diệu Kim thì trước đó không nhiều người biết mặt, mặc dù nghe nhạc của bạn ấy rất nhiều. Nhưng mà sau cái clip mà bạn hát chung với chị Phương Thanh thì hiện tại là rất là nhiều người biết bạn ấy là ai và chính xác nhạc của bạn ấy là những bài hát nào. Cho nên ngày hôm nay anh cũng hy vọng rằng là em cũng sẽ được như vậy và cũng sẽ rất nhiều người biết và nhận ra rằng đó chính là Quang Đăng và bài hát đó là chính là của cậu ấy. Cảm ơn anh. Và một bạn trẻ nữa thưa quý vị, chúng ta cùng chào đón Phát Huy. Xin chào anh Trường Giang, xin chào tất cả mọi người ạ. Sao vậy? Sao thấy không phải rụt rè vậy? Dạ tại vì đây là lần đầu tiên em có cơ hội được quay một game show lớn như thế này cho nên là em hơi run. Bây giờ em có thể nói là cái bài hát mà nhiều người thích nhất của em là bài nào không? Bài nhiều người thích nhất của em chắc là bài Em Là Kẻ Đáng Thương và Câu Hứa Chưa Vẹn Tròn. Em Là Kẻ Đáng Thương không dừng, mình nghe rồi đó. Dạ bài Em Là Kẻ Đáng Thương thì lát nữa em hát sau. Còn bây giờ em sẽ hát một đoạn điệp khúc của bài Câu Hứa Chưa Vẹn Tròn cho anh và mọi người. Hồi hộp á. Dạ, thôi đâu. Em cứ giống như là trả bài trước thầy cô. Cũng giống như em 10 năm trước thôi. Cũng giống như em 10 năm trước thôi. Dạ. Mình đã hứa yêu thật lâu, dù kịp mai không xa rời, lời nói trên môi cũng chỉ toàn là dối lừa. Tình yêu xưa chỉ là quá khứ, phải giữ sâu đáy lòng, thương nhớ một người nơi chốn xa chẳng thương ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ lựa chọn một ca sĩ để hát đầu tiên. Đầu tiên là cũng đừng có giỡn nha, nó cũng khó đó. Tại vì chưa quen cái nhịp của cái game á. Cái gì khó thì để cho Harry vậy thôi. Dạ. Để cho Harry vậy thôi. Dạ. Ủa sao vậy à? Tại vì đơn giản là trong chương trình này. Dạ. Sao anh? Thì lớn. Thì lớn. Ừ. Ừ. Lớn thiệt cái gì anh? Với lại em là người có kinh nghiệm tham gia chương trình này rồi. Hai bạn thì chưa tham gia chương trình này. Dạ. Nên chúng ta vỗ tay cho Harry Won hát đầu tiên.
Còn hai bạn trẻ xuống ngồi nghỉ ngơi nghe chị Harry Won hát. Xin mời hai bạn nhá. Rồi xin mời. Là Lâm ở nhà. Là Lâm ở nhà. Là Lâm ở nhà. Là Lâm ở nhà. Thưa quý vị thân mến, đây là Harry Won, người sẽ song ca đầu tiên với nhân vật bí ẩn bên kia bức tường. Dạ. Ca khúc được chọn là ca khúc mang tên Anh Muốn Em Sống Sao. Anh Muốn Em Sống Sao là một bài hit của Bảo Anh. Vâng. Được sáng tác bởi Chi Dân. Và mình đã từng hát bài này chưa? Dạ chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Vâng. Đã thuộc được bao nhiêu phần trăm? Được 75%. 75% là cũng ít. Ôi nhiều cho anh. Nhiều gì, bạn không lẽ ca chị hát là từ sâu trong đôi mắt này cho mình nghĩ. Nhưng mà 25% còn lại thì em thấy em có những cái sự giúp đỡ. Nhiều khi 25% còn lại là bên kia người ta hát. Dạ, đâu biết được anh. Trong một chương trình chúng tôi sẽ luôn có những clip. Clip này là clip mà chúng tôi sẽ cho một vài thông tin. Vâng. Người ta gọi là hint. Dạ. Về cái ca sĩ bên kia bức tường. Vâng. Với sự trợ giúp của những người bên dưới. Dạ. Họ sẽ nói về clip đó cách thật thà hay cách gian dối là do họ tự chọn. Em nghĩ là hai bạn cũng nên nói thật lòng thôi. Tại vì... chỉ là đầu tiên, chị đi xuống dưới thì ai bị hại? Đơn giản vậy thôi, mình phải suy nghĩ tính toán chứ. Đúng rồi. Tại vì em chưa bao giờ tiếp xúc với hai bạn này, cho nên em còn không biết là hai bạn này có hiểu mình. Và không, hai bạn này... Tại biết tiếng Việt mà. Nhưng mà đôi khi em chưa chắc hiểu cái... Tiếng Việt của bạn ấy. Dạ. Đó, em có thể nói chuyện một vài câu. Chào Quang Đăng. Chào Quang Đăng Phát Huy. Nghe nói là Phát Huy ha, à gì, T4. Tại sao em là T4 vậy? Dạ, nó cũng có nhiều ý nghĩa. Và... Ủa, nhiều ý nghĩa mà. Nhiều ý nghĩa nhưng không hỏi. Chưa thấy nghĩa nào vậy? Dạ, T là cái họ của em. Và số 4 là em sinh năm 2004. Và khi mà em bắt đầu viết nhạc em cũng 14 tuổi. Cho nên em quyết định lấy T4. 2K4 là sinh năm 2004. Thì Harry Won là... Cái gì vậy anh? Cái gì vậy? Sau đây là clip về nhân vật bí ẩn đầu tiên, xin mời. Một con đường dài, thành phố biển. 8X. 8X nha chị. 8X. Vừa ca là ca sĩ, vừa là diễn viên. Đẹp. Rất là đẹp. Rất đẹp. Nhưng mà cô đơn. Nhà bên Nhật Bản. Cô đơn lắm, rất là lạnh. Tuyết rơi nữa. À, thích ăn đồ Nhật nha. Thích ăn đồ Nhật. Thích ăn đồ Nhật. Nhà Nhật Bản mà. Là một người nổi tiếng. Có trợ lý. Là một người nổi tiếng. 8X mà cô đơn. Ca sĩ hoặc là diễn viên chị. Bây giờ xung quanh em 8X mà cô đơn là chỉ có Khả Như thôi. 8X mà cô đơn là chỉ có Khả Như thôi. Buka cũng 8X Buka. Trương Quỳnh Anh. Trương Quỳnh Anh có chồng có con rồi. Độc thân lâu rồi anh. Nhưng mà đã là chồng con của người này là người chưa một lần lên xe hoa. Ở bên Nhật. Mà cô đơn. Ở bên Nhật hay thích ăn đồ Nhật anh? Ngồi ở bên Nhật như thế hả? Ta biết mà cô lại đơn. Là đi lâu lâu mà hôi cho người nổi tiếng là sao? Clip này có gì đó. Nhiều bí ẩn lắm. Đúng vậy. Nó chưa chắc là những gì mình thấy nó là cái thông điệp đúng đâu. Vậy thì anh có gì thì mọi người góp ý xí. Em đang suy nghĩ không biết phải chị Buka không. Buka không thể nào. Tại vì giọng đặc biệt lắm. Chương trình không thể nào mà đưa một cái phương án nào mà người ta dễ nhận ra vậy được. Có một cái chi tiết em nhớ là đẹp dữ lắm. Đẹp dữ lắm. Đẹp lắm dữ đó. Thì tại sao không có bồ? Được không? Hay là có bồ mà giấu? Cái đoạn sau anh, cái đoạn sau cùng là đi theo cái một người nổi tiếng. Tự nhiên đi lau mồ hôi cho một người nổi tiếng. Sắp rất là nhiều đồ. Giống như làm trợ lý vậy đó. Giống như trợ lý vậy, sách rất là nhiều đồ cho một người nổi tiếng và lau mồ hôi cho người nổi. Vậy là siêu trợ lý. Siêu trợ lý. Ê, vậy là Trương Quỳnh Anh thiệt quá hả? Siêu trợ lý là gì? Trương Quỳnh Anh mới ra một cái web drama là siêu trợ lý. Vậy là Trương Quỳnh Anh rồi. Trương Quỳnh Anh thiệt. Vậy là khỏi hát. Đoán được rồi thôi, mình kêu ra được về luôn. Em đã thuộc lời dữ lắm rồi anh. Em đã thuộc lời dữ lắm rồi anh. Anh phải cho em thể hiện chứ. Nếu mà đơn giản như vậy thì có gì đâu để chơi đúng không? Cứ chơi thử đi anh. Đồng ý. Và sau đây chúng tôi xin mời xuất hiện nhân vật bí ẩn đầu tiên. Chắc chắn là gái. Hay em ơi, cho chị hỏi là cái chiều cao của cô ấy thì khoảng cỡ nào nhỉ?
cũng bằng chị không? Tầm chị. Rồi Trương Quỳnh Anh, Trương Quỳnh Anh cũng là cỡ em á. Vậy thôi qua bên kia hát chung luôn. Chị ơi, chị đừng tin là Phát Huy nói thật. Có thể cao hơn chị, cũng có thể thấp hơn chị. Không, cái mặt kia thật kìa, còn mặt này mới sao nè. Cái gì á, anh nhỏ tuổi còn ngây thơ lắm. Cho nên hả, hồi nãy hả, thấy Phát Huy nói vậy thì em thấy cũng cũng có vẻ. Hát như vậy rồi mà không đoán được thì thôi đó. Ôi, Trương Quỳnh Anh thì em cũng chưa chắc nữa. Tại vì em hả, giọng này không phải đúng không? Như là em nghe giọng hát trực tiếp á, Trương Quỳnh Anh á là chỉ có một hai lần à. Tính ra đi qua chơi với bạn ok quá ha. Không biết gì về bạn chứ. Em chỉ có ở nhà em, tại vì em thích ở nhà em là hướng nội lắm. Tôi cho một cái hình. Dạ. Strawberry. Strawberry. Dâu, chay dâu. Dâu, không thuốc quỳnh nữa. Thế cái phản ứng như vậy là em nghĩ là không phải rồi. Đúng vậy. Không, yên tâm, ở đây em đoán cái tên nào cũng vỗ tay vậy. Giờ nói chữ vậy, chị Siblet. Em thấy nó hay quá trời luôn. Chương trình rất là có uy tín dễ sợ. Cho một cái hình nữa nè. Đau mắt. Cô gái đau mắt. Cô gái đau mắt. Không. À, làm sao mà bị đau mắt chị? Ánh sáng chói mắt. Không, phải có bụi chứ. Mà bụi nó phải bay vào mắt thì nước mắt chảy. Anh phải đưa tới đó, tới đó luôn. Đây là ca sĩ mà thưa quý vị là chưa bao giờ nghe nhạc của đồng nghiệp hết trơn. Em thấy chị Harry hoang mang lắm rồi. Ca sĩ mấy người tên anh? Tên anh. Có bao nhiêu ca sĩ nữ mà tên anh đó chị? À, tên là anh. Vậy là Trương Quỳnh Anh rồi. Nhưng mà bài bụi bay vào mắt là của chị Phạm Quỳnh Anh mà. Bài bụi bay vào mắt là ca sĩ tên anh là có ai? À, chị Phạm Quỳnh Anh hả? Nhưng mà anh hỏi nè, anh nói là hả, chưa bao giờ linh hoa gì đó. Rồi chị Phạm Quỳnh Anh bây giờ có 3 đứa con luôn rồi. Nhưng mà vẫn cô đơn. Nhưng mà vẫn độc thân mà anh. Vừa là ca sĩ vừa là diễn viên nữa. Hiện tại là có con là cái chuyện mà họ chưa công bố rằng họ đang có cái một cái relationship nào đó đúng không? Dạ. Thì họ vẫn là độc thân. Vậy thì tại sao hồi nãy em nói là Trương Quỳnh Anh thì anh cãi em? Anh không cãi đâu. Anh em không phải vậy. Nhiệm vụ MC phải làm như thế. Wow. Wow. Giọng này không phải chị Phạm Quỳnh Anh. Giọng chị Phạm Quỳnh Anh em nghe nhiều đúng hơn rồi. Nhưng mà biết đâu hôm nay chị hát khác hay sao chị? Thôi bây giờ hỏi rồi nè. Mời những vợ bí ẩn đầu tiên. Mở mà nè. Hả? Ủa là ai vậy mọi người? Rất là xinh. Rất xinh. Những người nãy giờ mình kể tên đều xinh cả. Dạ. Cao bằng chị và nhưng mà chắc ốm hơn chị. Cao bằng chị và ốm hơn chị. Em lại chỉ có một cái phương án duy nhất là lấy là Trương Quỳnh Anh thôi. Thì mình chọn luôn, khỏi mình nói chuyện dài dòng nữa mẹ. Bây giờ em có chắc chắn là đây là Trương Quỳnh Anh chưa? Chúng ta còn một vài câu hỏi, có quyền được hỏi trực tiếp. Ồ, hỏi trực tiếp anh? Bạn kế bên ơi, Quỳnh Anh ơi, Quỳnh Anh à, chồng của em là tên gì? Ủa sao em nói người ta đang cô đơn? Đang độc thân mà chị. Em nói người ta đang độc thân vậy em hỏi chồng của em tên gì? Em có cái đáp án trong đầu em thì em mới hỏi chứ. À, tức là chồng vui vui á. Chồng đi chơi, hai chị em đi chơi hay gọi là chồng chồng á. Đúng rồi. Chị ơi, em còn cô đơn. Làm sao mà có chồng được? Nên cân nhắc và suy nghĩ kỹ nha chị. Thì không phải Trương Quỳnh Anh, tại vì Trương Quỳnh Anh gọi em là chồng không à. Vậy lúc Trương Quỳnh Anh là kêu em chồng thôi. Thì em cũng có hơi nghiêng về cái đáp án của chị. Vì cái giọng hát. Nhưng mà đến lúc mở mặt nạ ra thì lại khác. Là khác đó nha, khác nhiều lắm á. Em có bao giờ thấy cái hình ảnh của chị với bạn này xuất hiện cùng nhau chưa? Em đoán là hình như có rồi đó. Hình như có rồi à? Thôi. Em nghĩ xa ra tí, em đừng cứ quay quẩn với chú Quỳnh Anh, Phạm Quỳnh Anh, Khẩm Đức Quỳnh, xa xa đó. Tại vì vấn đề là cái thế giới của em nó nhỏ bé, nó chỉ có bao nhiêu con người đó à. Có, người này ok đó. Chị này, okay chị này tóc dài và rất là hiền. Tóc dài và rất là rất hiền. Hiền hay không thì chưa biết, đụng chuyện mới biết. Vậy thì em sẽ hỏi là hỏi cái gì mà nó liên quan tới ký ức của nhau. Dạ vâng. Bạn kế bên gần đây tặng cho mình cái gì nhớ không? Em không có quen biết chị cho nên em đâu có tặng quà gì cho chị đâu. Không có quen biết. Không quen biết có nghĩa con gái nói không là có. Là có quen biết. Đúng vậy. Em đã có đáp án của em rồi. Đó chính là Trương Quỳnh Anh. Trời ơi, thiệt tình chứ.
Trời ơi, anh ơi, tình cảm gia đình khăng khít rồi. Như vậy là Harry Won đã tìm chính xác danh tính. Đây là Trương Quỳnh Anh. Ôi, em vui. Thật ra là cái đề bài nó quá dễ đi. Sao dễ được anh? Đưa clip ra là tôi biết luôn rồi, ai nữa. Nhưng mà cái vấn đề là ui, cái nhìn cái clip đó nhiều người không biết. Chỉ có mình em biết, tại vì em quan tâm đến Trương Quỳnh Anh. Ủa mà quan trọng là chương trình đang đố chị mà. Ủa nhưng mà chương trình cũng chưa chắc là biết là em với chị thân nhau chứ. Ủa có biết. Xong hồi nãy chương trình đưa ra cho em mấy cái hình, em nói là chắc chắn là chị Ri đoán được liền luôn. Ôi thiệt hả? Từ đầu tới cuối là chỉ có mình Trương Quỳnh Anh thôi đúng không? Tại vì vấn đề là chị đâu có quen biết ai. À, vậy thì em có lưu miệng gì đó rồi. Mời trai đẹp. Ai anh? Em đó. Anh làm em hoang mang. Ôi khó thiệt quá. Trời ơi. Ôi anh ơi, em lần đầu tiên em đeo cái này á. Em đẹp mà, em không đeo này em vẫn đẹp. Em cảm thấy nó vinh dữ quá. Rồi hai chị em là hay đi chơi nhau hả? Gặp nhau thì cũng không phải là gặp quá nhiều. Một tháng chắc một lần đúng không nhỉ? Tháng có chừng lần hai lần gì đó. Đúng rồi, nhưng được cái là tại vì hai em là cái hướng nội, em ít khi tiếp xúc người ta trực tiếp, nhưng mà trao tình cảm bằng tấm lòng cho nhau thì nhiều. Sao cười? Tự nhiên anh sao cười hả? Anh thái độ vậy? Thôi tại Harry cũng hay nói chuyện vậy với những cô khác. Không, em không tin. Không, em không tin. Đó, thấy chưa anh? Thấy chưa? Tương lai em sẽ chuốc lấy đau thương vậy thôi. Không, nhưng mà em phải nói cảm ơn hai người. Hồi này hai người không có nói về cái chi tiết về là kiểu chăm sóc nghệ sĩ là em chưa chắc em hiểu đâu. Đúng rồi, cái cuối là cái phim của em đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi cái tháp Trầm Hương là ở thành phố Nha Trang. Đúng dạ. Rồi cô gái ngồi ở dưới cái ghế ăn đồ Nhật. Là em thích ăn đồ Nhật hả? Không, sushi á anh. Sushi là con em, tên con em á. À, hồi nãy may là có cái chi tiết đầu tiên là có cái hình ảnh về thành phố. Chắc có khả năng là đó là cái thành phố Nha Trang. Dạ, thành phố quê em đó. Nếu mà nói ra cái chi tiết đó nữa thì chắc là chị Harry sẽ chốt luôn ngay. Không, từ đầu Nha Trang chưa chắc biết luôn. Nha Trang thì chưa em chắc chưa biết. Chắc biết đúng. Nha Trang rồi. Là kế bên Buôn Ma Thuột đó, em diễn đó hoài mà. Nha Trang là kế bên Buôn Ma Thuột. Ý là chị Ri sẽ không biết Nha Trang là quê của em. Đúng rồi, đúng rồi. Nha Trang là kế bên Buôn Ma Thuột, nằm giữa Buôn Ma Thuột với Đắk Nông á. Thôi mình bỏ đi. Mà dạ, Harry Won là người đầu tiên chính xác. Nhiệm vụ phát huy ngay bây giờ đó là phải tìm ra nhân vật bên kia bức tường chính xác giống Harry Won. Xin mời phát huy. Là Lâm Anh.